gian tại trạm Oklahoma ở Mỹ đã cáo buộc tội ngược đãi với những cán bộ quản lý nơi đây vì đã ép họ phải nghe nhạc thiếu nhi với âm lượng lớn. Chẳng ai ngờ, bài hát Baby Shark được rất nhiều trẻ em yêu thích trên khắp thế giới lại trở thành hình phạt nặng nề đối với người khác. Theo New York Times, năm phạm nhân tại trạm hạt Oklahoma đã bị hai cán bộ tại đây là Butler và Miles còng tay và phạt đứng trong phòng kính. Đáng nói là trong lúc chịu phạt này, các phạm nhân đã phải nghe bài hát thiếu nhi Baby Shark với âm lượng rất lớn. Các điều tra viên cho biết, đối với những phạm nhân vốn đã phải chịu áp lực về thể chất, thì việc phải nghe thêm bản nhạc này sẽ càng tạo ra thêm sức ép tâm lý. Biện pháp trừng phạt này là do Butler và Miles tự đề ra. Tuy nhiên, họ nói rằng đây chỉ là một trò đùa. Chính bởi hình phạt này, các công tố viên đã khởi tố Butler và Miles tội ngược đãi phạm nhân với tình tiết ít nghiêm trọng. Cùng với đó, cấp trên của hai cán bộ này là Henderson đã biết các phạm nhân nghe nhạc từ tháng 11 năm 2019 nhưng lại không hề ngăn chặn việc làm này. Do đó, Henderson cũng đã phải chịu phạt chung án khởi tố với cấp dưới của mình vì đã dung túng cho họ. Hiện tại, trong lúc cuộc điều tra nội bộ vẫn đang diễn ra, cả ba bị can đã nghỉ việc hoặc từ chức. Nếu tội danh được thành lập, họ sẽ phải đối mặt với mức phạt tối đa 1.000 USD, khoảng 23,5 triệu đồng hoặc 12 tháng tù. Có vẻ như một bài hát giai điệu vui tươi cũng có thể gây ám ảnh người nghe nếu không được nghe đúng cách. Bạn nghĩ sao về hình phạt này? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé!